Xin chào mọi người, mình là Mai. Chào mọi người quay lại với series Hiểu Gen Sống Khỏe. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau trao đổi về một chủ đề mà nhiều chị em phụ nữ quan tâm, đó là làm sao có được một cái làn da rạng ngời, khỏe mạnh. Vì nhất dáng nhì da, làn da là yếu tố đầu tiên phản ánh độ tuổi của chị em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chuyên gia tư vấn tại Genetica, bạn Bùi Thị Hoàng Nhung, thảo luận về chủ đề hiểu về làn da. Xin chào Nhung. Xin chào chị Mai, xin chào mọi người. Hôm nay Nhung quay lại với chương trình với vai trò là một người chia sẻ, thì rất là hy vọng sẽ mang đến cho mọi người nhiều thông tin hữu ích về chủ đề làm đẹp ngày hôm nay, đặc biệt là với chị em phái đẹp nhé. Nhung ơi, theo Mai quan sát á, thì thấy là các chị em phụ nữ của mình nó thường hay bị những vấn đề như là bị thâm xỉn da nè, mụn nè, tàn nhang. Và các chị em mình thì thường hay rỉ tai nhau để mà lên mạng, lên YouTube để mà tìm hiểu các vấn đề mà chăm sóc da đó. Nhưng mà có người thì đẹp, nhưng mà có người thì lại không đẹp. Thì không biết là vấn đề khác biệt đó Nhung có thể chia sẻ thêm không? Nhưng chị Mai có thể nghe nói có người đẹp thì có người không đẹp. Thì này, mình thường mọi người sẽ vi vào với nhau á, là do cơ địa. Thì cái cơ địa của mỗi người là khác biệt, và mỗi người thì không ai giống ai hết. Có người á, thì từ khi sinh ra đã có một cái làn da rất là trắng. Tuy nhiên thì có người là làn da ngăm. Và ngoài ra nữa thì chị cũng sẽ thấy á, những cái phương pháp làm đẹp á, thì người này thì phù hợp với phương pháp này, người kia thì phù hợp với phương pháp kia. Và cái quan trọng là như thế nào, mình phải tìm được cái phương pháp phù hợp với bản thân của mình. Thì nếu như mà chúng ta không có biết rõ được cái sự khác biệt này từ trong cơ địa của mình á, thì chắc hẳn là chúng ta sẽ có được nhiều sự hiểu lầm. Ví dụ như là mình uống càng nhiều vitamin, mình cứ nghĩ là uống càng nhiều vitamin thì sẽ càng tốt. Nhưng mà Mai nghĩ vậy có đúng không Nhung? Theo chị Mai nghĩ thì có đúng không? Mình cũng không biết nữa nên hỏi Nhung. Dạ, thực tế thì mình có một cái sự lo lắng như vậy là đúng rồi. Vì không phải lúc nào dùng nhiều vitamin cũng tốt. Đôi khi nó sẽ là con dao hai lưỡi. Ví dụ như những vitamin tan trong dầu, đặc biệt là những vitamin A, D, E, K. Điển hình nếu mà bị dư thừa vitamin A đi, các bạn sẽ gặp những vấn đề liên quan đến ngộ độc gan này, hoặc là có tình trạng như là bị ảnh hưởng đến áp lực nội sọ của mình này. Hoặc là nếu mà dư thừa vitamin E thì sẽ gây ra cái tình trạng là gây khó đông máu, gây loãng máu. Và lúc nào mà mình có những cái hiểu lầm, ví dụ như mình cứ nghĩ làn da mình khô là mình uống vitamin E, hay là mình thấy làn da của mình sạm đi và mình muốn uống collagen, thì cái đó cũng chưa phải đâu. Mình phải xem cái nhu cầu của mình như thế nào, thì mình sử dụng mới là phù hợp nhất với bản thân của mình nha. Vậy chúng ta bắt đầu với nguyên tắc số 1 nha. Thì nếu nhận biết làn da đang cần gì, lắng nghe gen để hiểu về làn da, thì nguyên tắc này có những cái gì lưu ý với mọi người vậy Nhung? Rồi, cái nguyên tắc số 1 á, lắng nghe và hiểu, thì nó sẽ nằm trong hai cái từ keyword này á chị. Mình sẽ thấy mọi người khi mà mình gặp một cái vấn đề về làn da, ví dụ như là mình da bị khô đi, thì mình nghĩ là mình thiếu vitamin E. Tuy nhiên á, có thể thật sự cái nguyên nhân là do mình thiếu đi cái vitamin A, và từ đó dễ làm cho làn da của mình khô này, bị sừng hóa này, mà dễ bị bong tróc nhiều hơn. Thì lúc này nếu mà mình biết thật sự cái nguyên nhân do mình thiếu vitamin A, thì mình sẽ bổ sung vitamin A một cách hợp lý và hiệu quả. Tuy nhiên bổ sung vitamin A là đúng, nhưng bổ sung thế nào là đủ? Thì cái nguồn vitamin A mình xem á, là mình sẽ bổ sung từ cái nguồn thực vật hay là cái nguồn động vật thì mới là đúng. Tại vì nếu mà mọi người bổ sung từ cái nguồn thực vật trong khi cơ thể lại không thể phân giải và đào thải cái beta-carotene từ cái gen BCMA1, thì sẽ rất là dễ dẫn đến bị dư thừa. Và lúc đó làn da của mình thì bị vàng đi. Đẹp thì chưa thấy, nhưng mà lại thấy vàng da. Trong khi các chị em phụ nữ của mình thì luôn thích có một làn da trắng, hoặc là một làn da ngăm, bánh mật, khỏe mạnh, chứ không ai thích một làn da vàng vọt hết cả. Rồi, nghe ha. Thì lúc đây á, mình sẽ thấy á, thường là mọi người sẽ nói là mình đi ra viện da liễu, mình ra các spa để mình soi da. Thì lúc này đây, tại sao mọi người không soi lại về trong cái căn nguyên của mình? Mình soi làn da theo cách là mình hiểu cái nhu cầu của bản thân ra sao, để mà mình bổ sung vitamin một cách đúng nhất và đủ nhất, thì lúc này nó cũng sẽ là lắng nghe và hiểu. Thì sau khi mà nghe Nhung chia sẻ thì Mai thấy là những sự chăm sóc từ bên ngoài dường như sẽ vô ích nếu như chúng ta không lắng nghe hệ gen của mình. Còn cái nguyên tắc thứ hai chăm sóc da toàn diện là như thế nào vậy Nhung? Ở đây thì chị Mai nói rất là đúng. Nếu mà mình không lắng nghe từ bên trong mà mình chỉ lo chăm sóc từ bên ngoài thì cũng không được. Còn nếu mà mình chỉ lắng nghe bên trong nhưng mà mình không hành động từ bên ngoài thì nó cũng sẽ là vô ích hết. Do đó mà mình sẽ có một cái sự tương tác và kết hợp rất là chặt chẽ. Bằng câu chuyện mình chăm sóc toàn diện là chăm sóc từ cái gốc. Khi chị hiểu như thế nào thì chị phát huy ra từ môi trường bên ngoài. Tại vì cái cuộc sống áp lực này,
căng thẳng từ công việc này, gia đình này, rồi những cái thực phẩm hàng ngày khi mà chị Mai ăn vào á, ví dụ như thức ăn nhanh này, đồ hộp này, thì không thể nào mà mình đòi hỏi mình sẽ có một làn da khỏe mạnh hay một sức khỏe tốt nếu mà mình bổ sung những cái thực phẩm đó, hoặc là mình phải trải qua những cái áp lực thức khuya căng thẳng được, đúng không nè? Đúng rồi. Vậy nếu tác động cộng hợp từ cơ địa và yếu tố bên ngoài theo thời gian á, thì chắc chắn là sẽ gây ra những thay đổi xấu cho cái làn da của mình. Thì trong cái trường hợp này thì mình sẽ làm gì để bảo vệ làn da của mình? Trong trường hợp này á, thì mình sẽ nghĩ một cái sự bảo vệ toàn diện. Thường là mọi người sẽ nói là bổ sung vitamin D, vitamin C tốt cho làn da, hay là bổ sung collagen đi, đây cũng sẽ là tốt cho làn da. Tuy nhiên á, thì mình sẽ có 3 khía cạnh để mà bảo vệ làn da thực sự khỏe. Cái thứ nhất á, là nhu cầu vitamin đầy đủ nè. Cái thứ hai nữa đó là cái khả năng thải độc của cơ thể được bảo vệ. Và cái thứ ba là mình duy trì cái sức khỏe tinh thần tốt. Rồi, để mà mình duy trì đủ được 3 cái khía cạnh này thì bảo đảm là mình vừa khỏe mà vừa có một làn da đẹp nữa. Vậy Nhung ơi, cái nhu cầu vitamin đa dạng là như thế nào ha? Nhu cầu vitamin đa dạng là mọi người nghe được rất nhiều loại vitamin A, B, C, D, E. Thì làm sao biết được là mình đang có nhu cầu cao với loại vitamin nào, hay là mình cần bổ sung loại vitamin nào? Vì cơ địa của mỗi người là mỗi khác nhau, ai cũng khác biệt, không ai giống ai hết. Thì câu chuyện là mình hiểu là mình có cái nhu cầu của bản thân như thế nào và mình bổ sung cho đúng và cho vừa đủ. Thì ở đây em kể vui một cái câu chuyện về cái collagen. Mình nghe nói là bổ sung collagen sẽ đẹp da. Tuy nhiên là có tới 28 loại collagen lận mọi người ơi. Và mọi người có biết chính xác là loại collagen nào để dùng cho đẹp da hay không? Đó chính là collagen type 1 và type 5 nha. Tuy nhiên là chỉ bổ sung collagen không thì liệu là có đủ để cho làn da của mình thật sự đẹp, ẩm và có độ đàn hồi không nè? Chưa đâu, để mà bổ sung được đủ như vậy thì mình sẽ cần phải bổ sung đối với vitamin C nữa. Vitamin C sẽ là môi trường xúc tác để giúp cho collagen tự thân tổng hợp này, cũng giúp cho collagen từ bên ngoài hấp thu được tốt hơn. Vậy thì mọi người có biết nhu cầu vitamin C của mình là cao hay thấp không? Mình phải biết để mình bổ sung vừa đủ. Thì cái đó sẽ là cái để mà đẹp da, đẹp dáng và còn tăng cường sức đề kháng cho bản thân nữa nha. Nhưng còn về cái vấn khía cạnh mà thải độc á, thì nó sẽ làm sao ha? Khả năng thải độc thì phụ thuộc hầu hết phần lớn là vào lá gan của mình. Thì mọi người sẽ tưởng tượng đi, lá gan giống như là một cái nhà máy để ví dụ như tiếp xúc với thực phẩm này, thuốc uống này, rồi những cái khói bụi từ bên ngoài môi trường đều thông qua cái lá gan và thải ra bên ngoài hết. Lá gan của mình làm việc tốt thì sẽ bảo vệ mình được tốt hơn. Tuy nhiên nếu mà lá gan của mình hoạt động kém thì ngoài cái câu chuyện là gây ra những cái nguy cơ sức khỏe thì có thể làm cho làn da của mình dễ bị sần sùi hơn nè, hoặc là gây ra những cái ảnh hưởng về nổi mẩn đỏ, dị ứng nhiều hơn. Và khách hàng của Genetica thì có khoảng 49,67% các chị em phụ nữ có khả năng thải độc gan thấp. Thì lúc này đây mình phải làm gì? Để mà mình biết được các cái nguyên nhân lá gan của mình ấy, nó hoạt động kém thì mình sẽ bổ sung lại những cái thực phẩm mà lá gan của mình yêu thích, hoặc là mình tăng cường cái sức khỏe cho gan và mình giảm đi những cái tác động áp lực từ bên ngoài môi trường cho lá gan của mình, thì cũng là một cái để mà làm cho chị em đẹp da đẹp dáng nữa ạ. Các vấn đề mà nãy giờ Nhung chia sẻ nghe khá là hay ha. Mà ngoài cái vấn đề về sức khỏe dinh dưỡng ra, còn về sức khỏe tinh thần thì như thế nào Nhung có thể chia sẻ thêm? Sức khỏe tinh thần thì giống như trong tập 1 của series Hiểu Gen Sống Khỏe, chị thạc sĩ Tăng Thị Ngọc Nữ đã chia sẻ cụ thể là nếu mà sức khỏe tinh thần của mình bị ảnh hưởng thì mình sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều từ cái câu chuyện vẻ đẹp bên ngoài của mình nè, rồi sức khỏe từ bên trong của mình. Thì đối với phần này Nhung cũng sẽ làm rõ hơn một chút. Thì mọi người sẽ thấy ha, nếu mà mình gặp cái tình trạng căng thẳng thì những cái hormone căng thẳng ở đây mình hay nghe nói là những lúc mà mình giận dữ, mình căng thẳng thì đó là những cái chất độc hại cho cơ thể của mình. Thì tương tự cái hormone căng thẳng này cũng vậy, nó sẽ làm cho tuyến bã nhờn của mình này, tiết ra nhiều hơn, gây bít tắc lỗ chân lông này. Rồi ngoài ra thì gây suy giảm hệ miễn dịch của mình, dễ làm cho mình bị nhiễm những cái vi khuẩn hoặc là vi nấm ảnh hưởng và làm cho mụn phát triển nhiều hơn. Thì lúc đó ảnh hưởng đến làn da của mình. Hay là cái câu chuyện thêm một xíu nữa nha, cái hormone này á, căng thẳng sẽ dễ làm cho mình bị tích nước và tích mỡ, dễ làm cho mình tăng cân hơn trong công chuyện giữ da và giữ dáng luôn đó. Ngoài ra thì mọi người có nghe là để mà mình bảo vệ cho câu chuyện về sức khỏe căng thẳng này thì tính ra là mình sẽ ảnh hưởng cho giấc ngủ của mình rất là nhiều. Vì gần 54,67% khách hàng nữ giới ở Genetica gặp tình trạng mất ngủ. Và nếu mà mình biết được cái nguyên nhân do căng thẳng hoặc là lo âu này từ đâu, mình biết được đúng cái nguyên nhân thì mình sẽ có được cái giải pháp đúng. Nhưng mọi người cùng có ảnh hưởng là cái khả năng kiểm soát lo âu và căng thẳng thấp. Nhưng nếu mà ảnh hưởng từ trên gen,
ảnh hưởng từ trên biến thể AA của gen oxytocin, thì lúc này đây cái biện pháp mà phù hợp với mình sẽ là mình đi ra ngoài, mình tham gia các hoạt động xã hội, tham gia các hoạt động thiện nguyện, từ thiện. Lúc này mình sẽ tăng và dễ tăng cái sự vui vẻ và mình dễ giảm đi cái khả năng căng thẳng. Tuy nhiên á, nếu đó là biến thể AG trên gen oxytocin thì lúc này đây mình cần cái không gian một mình, ví dụ như những bài tập thiền này, chánh niệm này, hoặc là mình có thể nghe nhạc, vẽ tranh, nấu ăn, tất cả những cái hoạt động mà cần cái khoảng thời gian một mình để mà mình tự chữa lành được cho bản thân, thì cái đó sẽ giúp cho mình vượt qua được căng thẳng tốt hơn. Do đó thì cái nguyên nhân có thể là chị cùng bị căng thẳng, nhưng mình phải xem là mình bị căng thẳng gì và mình có cái giải pháp phù hợp thì sẽ nhanh chóng hơn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân của mình và cũng gián tiếp làm đẹp cho làn da của bản thân mình nha. Nãy giờ thì chúng ta cũng đi khá là nhiều thông tin rồi, thì vậy trong thực tế á, Nhung có thể đưa ra các trường hợp nào mà để mọi người có thể ra nghe chương trình á, có thể là hiểu được rõ hơn và lắng nghe về hệ sen của mình để chăm sóc da được không? Đã có từng có một trường hợp thực tế như vậy, là chị khách hàng này thì có gặp tình trạng da khô và làn da thì bị sạm màu đi, thì ngay lập tức là chị nghĩ đến và mọi người cũng khuyên chị là nên bổ sung về vitamin E. Tuy nhiên là khi mà chị bổ sung vitamin E trong một cái khoảng thời gian được 2 đến 3 tháng rồi thì làn da của chị không được cải thiện gì cả, độ khô thì vẫn còn mà lại xuất hiện thêm những cái nốt mụn viêm, và nốt mụn viêm này có thể là có cái xu hướng càng ngày càng lan nhanh nhiều hơn. Thì câu chuyện này làm chị lo lắng hơn, mặc dù là chị đã có soi da nhưng cũng làm thêm cái giải mã gen để hiểu rõ hơn. Thì lúc này đây rõ ràng á, cái nguyên nhân từ sâu bên trong thì do nhu cầu vitamin của chị. Chị không thiếu vitamin E mọi người ơi, mà chị thiếu là vitamin C và vitamin D. Thì đối với vitamin C á, nếu mà thiếu đi cũng sẽ dễ làm cho cái làn da của mình bị khô, ráp và sần sùi. Thì để mà mình chị hiểu xong á, chị biết được thì chị lên lại cái kế hoạch để bổ sung lại cái vitamin C và vitamin D một cách hợp lý. Rồi ngoài ra nữa thì cái khả năng thải độc gan của chị ấy hơi kém. Lúc này á, phải cần lưu ý nhiều hơn để bảo vệ làn da trước những cái tác nhân từ bên ngoài môi trường. Và đặc biệt á, là những cái thực phẩm mà để bổ sung hoặc là bảo vệ cho chức năng gan á, thì phải rất là cân nhắc và kỹ lưỡng. Tại vì sẽ có một số cái thực phẩm khi mà uống vào trong cái giai đoạn đầu á, thì nó sẽ thải độc thông qua cái làn da. Và lúc đó thì sẽ dễ làm trong một cái khoảng thời gian 1 đến 2 tháng đầu thì làn da của mọi người sẽ dễ dàng theo cái tình trạng xấu đi mà mọi người lo lắng là vậy thì mất hiệu quả hay không. Như ví dụ của tình trạng atiso ha. Và sau đó thì chị cũng biết được á, là mình có cái khuynh hướng mất ngủ cao. Chị thuộc về tiếp người cú đêm. Thực tế là chị cũng ít ngủ và mỗi ngày thì giấc ngủ của chị chỉ tầm khoảng 5 đến 6 tiếng và điều đó thì ảnh hưởng rất là nhiều đến cái chức năng cơ vòng của mắt này, tới cái sức khỏe tinh thần chung của chị. Thì để bảo vệ lại cho sức khỏe mắt, sức khỏe của làn da, lúc này đây á, chị xây dựng lại cái chế độ dinh dưỡng phù hợp hơn để tăng cường những cái thực phẩm giúp tăng cái hormone ngủ tự nhiên cho chị, giúp chị có cái giấc ngủ sâu hơn, hoặc là chị tập những cái bài tập thiền, hít thở sâu, chánh niệm trước cái khoảng thời gian đi ngủ để có thể là có cái giấc ngủ chất lượng hơn. Thì tất cả những cái hoạt động trên đều góp phần để bảo vệ và xây dựng chăm sóc làn da của chị lại ngay từ ban đầu. Mai cũng cảm ơn Nhung đã dành thời gian chia sẻ cho các buổi ngày hôm nay. Xuyên suốt chương trình thì chúng ta có nhiều thông tin bổ ích. Không biết Nhung còn muốn nhắn nhủ gì với lại tất cả mọi người đang nghe chương trình đó hay không? Thì thực tế là mọi người ơi, chúng ta có rất là nhiều cách để yêu thương và chăm sóc làn da của bản thân. Tuy nhiên, phương pháp nào là đúng và phương pháp nào là phù hợp với bản thân của mình nhất thì các bạn có thể sử dụng một cái phương pháp hỗ trợ quan trọng. Đó là mình luôn luôn lắng nghe để mà mình thấu hiểu làn da của mình từ gen. Từ đó thì mình sẽ có cái phương pháp nâng cấp và chăm sóc làn da của mình một cách toàn diện nhất từ bên trong và bên ngoài nha. Vâng, cảm ơn thông điệp vừa rồi của Nhung. Và đó cũng chính là thông điệp của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi thêm các nội dung khác trên fanpage của Genetica. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.